Nên thời tiết hôm nay đáng chú ý, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối mưa vừa, mưa to vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ từng khu vực, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 cho đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất là 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 23 cho đến 26 độ C, cao nhất là 32 đến 34 độ C. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ C, cao nhất là 31 cho đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ C, cao nhất là 26 cho đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất là 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.